Ni-si-kha-ba-đăng-sa-ma-đi-ya-mi. Con xin luôn giữ điều học là quý đánh xa sự sao sanh. Adina-da-na-ve-ra-ma-ni-si-kha-ba-đăng-sa-ma-đi-ya-mi. Con xin luôn giữ điều học là quý đánh xa sự trộm cắp. Ka-me-su-mi-cha-cha-ra-ve-ra-ma-ni-si-kha-ba-đăng-sa-ma-đi-ya-mi. Con xin luôn giữ điều học là quý tranh xa sự tà dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin luôn giữ điều học là quý tranh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp ma ma da tha na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dụ rượu và cái chất sai. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesu micchacara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatathana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa tu gan katawa atma dene ni cha ka lang samma rakitappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên như vui. Ama phan te da xin vâng. Sĩ lê na su ga tân dân tì, sĩ lê na phô va sa ma đa, sĩ lê na ni phô tân dân tì, ta sma ma sĩ lăng vi sô. Tha dê, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A La Hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tuyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, dạ con xin được thay mặt đại chúng trong room, dạ kính cung thiền đại đức tế đức từ bi hoan hỷ ôn lại bài kinh pháp cú số 180 mà học ngày hôm qua. Dạ con xin được cung thiền đại đức tế đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 180. Yasaccha Lini Visatika Tanha Natthikuhin Chine Tawe Tang Bhut
tham năng ta gồ cha rằng áp đằng kề nắp đề nắp nét sát thá ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục triền phược kéo lôi ngõ và ngõ nào đi không dấu tích trần lao Phật giới tối thượng biết sao mà bàn vinh thai uy lực vĩnh hằng ma vương lần vết xuất phàm được ư là câu thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Và con xin kệ Yasachalini visatika tanhana tikuhin chine tawe tang bo tamanang tago charang aparang de napade na ne satha Yasachalini visatika tanhana tikuhin chine tawe tang bo tamanang tago charang Apadang ke napade na ne satha Yasachalini visatika tanhana tikuhin chine tawe tangbo thamanang tago charang Apadang ke napade na ne satha. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Phạm Đông tiếp theo ạ. Sa thú lành thai, con kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, con kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 180. Giá sa trà lý nì quý sát tí ca tăng hà na thi cu hình chi nề ta quê tăng bú tha ma nằng ta gồ cha rằng na pa đằng kề na pa đề na nét sa thá giá sa trà ly nì vi sa ti ca tăng hà na thi cu hình chi nề ta quê tăng bú tha ma nằng ta gồ cha rằng na pa đằng kề na pa đề na nét sa thá Ya sa cha li ni vi sa ti ca tăng hà na thi cu hình chi nề ta huệ tăng bú tha ma năng ta go cha rằng a pa đằng kề na pa đề na na sa tha ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dọc bậc không để dấu tích bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Giá sa trà ly nì quý sát tí cà tăng hà lá thi cu hình chi nề ta quề tăng bú tha ma nằm ta gồ cha rằng ta ba đằng kề na ba đa ba đề na nét sa thá rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục triền phược kéo lôi ngõ nào đi không dấu tích trần lao Phật giới tối thượng biết sao mà bàn dinh thai quy lực vĩnh hằng ma dương lần vết xuất phàm được ư bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ sa thủ kính cảm ơn sức trận đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 180. Giáp xá cha lý ni, quý xá tí ca. Giác xá cha lý ni quý sát tí ca tăng hà ná thí cú hình chí nề tá huệ tăng bút thá ma nàn tá gồ chá răng á pá đằng kê ná pá đề ná nét xá thá giác xá cha lý ni quý sát tí ca
tan đà lát thí cú hình chí nề ta quê tăng bút thá ma nàn ta gồ cha rằng a pa đằng kề ná pa đề ná nét xá thá giác xá cha lý ni quý sát tí ca tan hà nát thí cú hình chí tề nề ta quê tăng bút thá ma nàn ta gồ cha rằng a pa đằng kề ná pa đề ná nét xá thá ai giải tỏ lưới tham ái phược hết dẫn dắt Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi mà không để dấu tích bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục triền phược kéo lôi ngõ nào đi không dấu tích trần lao Phật giới tối thượng biết sao mà bàn vinh thai quy luật vĩnh hằng ma vương lần vết xuất phàm được ư bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và công nhận đã ôn bài xong mến mời và mến mời bằng tay Sistina mời Quang Thanh nha kính mời quý vị nha. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 180. Yassa cha li ni visatika tang ha nati ku hin chi ne ta we. Tang bun tha man nan ta go cha rang. A pa đăng kê na pa đề na nê sát tha yát sát cha li ni vi sát ti ca tăng hà na thi khu hình chi nê ta quê tăng bún tha ma đăng ta gô cha rằng âm pa đăng kê na pa đề na nê sát tha ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassa cha li ni visatika tangha nanti kuni chi ne ta we tam bun tha ma nang ta go cha rang âm ba đăng kê na pa đê na nêm sa tha nhân sa cha li ni vi san thi ca tăng ha nan thi quần hiến chi nê ta về tăng bún tha ma năng ta gu cha răng a ba đăng kê na pa đê na nêm sa tha rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục triền phược kéo lôi ngõ nào, đi không dấu tích trần lao, Phật giới tối thượng biết sao mà bàn, vinh thai uy lực vĩnh hằng, ma vương lần vỡ, xuất phàm được ư, cô Hòa Thượng Giới Đức. Nhà thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, kính để ngôi Tam Bảo. Đạo tràng nghe con nói không ạ? À? Alo, alo. À, cảm ơn tin đây đông. Cảm ơn thầy. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Pháp và ân Đức Tăng. Con đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ Đại Đức Tịnh Đạt mới vào Zoom ạ. Con kính lễ quý với cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin bài câu pháp cú 180. Dạ, cảm ơn chú Quát Thà Na đã bắt bài. Giác sa trà ly ni quy sa tàn hà nát thi cu hình chi nề ta quê tăng bút tha ma nà. Nàn ta gồ rằng
Apa đằng kề na ba đề na nê sa tha. Sát sa chà li ni ra quy sát cơ ca. Tàn hà nát tu hình chi nề ta quê. Tăng bút tha ma nàn ta gồ cha rằng. Apa đằng kề na ba đề na nê sa tha. Ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dẫn hết dắt dẫn Phật rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Đấy là của bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Giật ra cha li ni quỷ sát ti ca tần hà na ti cụ hình chi na ta quê tăng bút tha ma nan ta vô cha răng ba bà đê na nết xa giật ra cha li ni quỷ sát ti ca tần hà ni thi cu hình chỉ nê ta quê tăng bút tha ma nan ta gô cha răng áp ba đăng kê na ba đê na nết sa tha rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục chiều triền phược kéo lôi ngõ nào đi không dấu tích trần lao Phật giới tối thượng biết sao mà bàn vinh thay uy lực vĩnh hằng ma vương lần vết xuất phàm được ư. Đấy là của bản dịch Hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con thanh thử, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc câu pháp cú 180. Cảm ơn Sức Cảnh Đông, cảm ơn Ốc Mừng Lào Cai, cảm ơn Quỳnh Quá Thanh á, cảm ơn Quang Thanh ha. Dạ con xin đọc ạ. Dasa cha li ni visatika tanha nati kuhin chine ta we tang ut thammanan ta go cha rằng apa đằng kề na ban đề na mes sa tha chas na cha li ni visatika tan ha na thích cu hình chi nề ta quê tan bút tham ma nằng ta gồ cha rằng apa đằng kề na ba đề na mes sa tha chas na cha li ni visatika tan ha na thi cô hình chi nê ta quê tăng bút tham ma năng ta cô cha rằng a pa tăng kê na ba đê na lê sa tha ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Bản dịch của Ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục triền phược kéo lôi ngõ nào đi không dấu tích trần lao Phật giới tối thượng biết sao mà bàn kinh thai quy lực vĩnh hằng ma dương lần vết xuất phàm được tư bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong và kính mời Pháp Môn Lào Cai. Con kính tri ân đạo tràng. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Sư Tịnh Đạt. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng, cho con xin được kệ bài 180 ạ.
Dạ sa cha li ni quỷ sa ti ca Tánh ha na thi cụ hình chi nê ta quê Tăng bút tham ma nàn ta gô cha răng A pa đăng kê na ba đê na nê sa tha Dạ sa cha li ni quỷ sa ti ca Tánh ha na thi cụ hình chi tê kỳ cụ hiến chi nê ta quê tăng bút tha ma nằm ta gô cha răng a pa đăng kê na ba đê na nê sa tha ai tỏa lưới tham ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dẫn dắt dắt dẫn phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không hiểu dấu tích Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dối ren hỗn tạp hết rồi Ái dục triền phược Kéo lôi ngõ nào Đi không dấu tích trần lao Phật giới tối thượng biết sao mà bàn Vinh thay uy lực vĩnh hằng Ma vương lần vết xuất phàm được ư Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức dạ Con đã đọc và kệ xong Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính lễ Thượng Phẩm Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Đệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp. Cô tu nữ tệ duyên ơi, râm hết nghe của cô, tiếng của cô rồi, mời cô quanh lại nha. Alo, alo, 1234, 1234, 1234. Alo, alo, 1234, Đạo Tràng có nghe không? Chèn ơi, nãy giờ tự diễn hát có một mình. Dạ, bây giờ Đạo Tràng nghe lại rồi hả? Dạ. À, bây giờ tự nhiên xin kể ạ. Ya sa cha li ni vi sa ti ca tan na na thi ku hin chi ne ta we tang bu ta man nan ta go cha rang a pa dang ke na Ba đề nà nè sa tha Ai giải tỏa lưới tham Ái phục hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bậc không để dấu tích Hòa Thượng Minh Châu Rối ren hỗn tạp hết rồi Ái dục phiệt triền phược kéo lôi ngõ nào Đi đi không dấu tích Trần lao, Phật giới tối thượng biết sao mà bàn. Vinh thay uy lực, vĩnh hằng, ma vương lần vết, xuất phàm được ư. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, hôm nay tự nhiên và trễ, mà đường nét nó cũng bị giật nữa. Cho nên là đã thấy gần hết giờ rồi. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mít ạ. Sa thú lần thầy của tỷ diện à, biết Sít Trần Đạo có kể không mời Sít Trần Đạo cầm mic để kể nha alo Sít Trần Đạo alo Sít Trần Đạo có chiếc máy không hả không thấy tín hiệu của Sít Trần Đạo chắc không cầm máy được hay sao Vậy con xin được kể kinh Pháp Cú số 188.
Yassa chalini visatika tanha nati kuhinci nevatave tang putta mananta gocarang apadang kena padena nesatha. Ai giải tỏa lưới tham, ái phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích, bản dịch của Ngài Minh Châu. Rối ren hỗn tạp hết rồi, ái dục triền phược kéo lôi ngõ nào. Đi không dấu tích trần lao, Phật giới tối thượng biết sao mà bàn. Vinh thay uy lực vĩnh hằng, ma vương lần vết xuất phàm được ư. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Bụt Tha Dạ. Còn xin được xin mít cả kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Vinh Vát Tha Ná. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đệ Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo gia. Con kính tri ân sư và cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 180. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Châu Phan khỏe chưa? Nên Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagawa Tôn. Con xin sám hối. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật nhậm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Biết làm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Văn Thanh. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 181. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đến sư.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con kính lễ chư tăng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con kính lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư quý vị đang hiện diện ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, chúng ta sẽ tiếp tục với bộ Kinh Pháp Cú, phẩm Puthawakka, phẩm Phật Đà, câu số 181. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh nghe rõ. Được. Dạ, tất cả quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Hằng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Giá một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt hiện diện ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 181, phẩm Phật Đà Puthawakka. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 181 có nội dung như sau. Ye cha na ba su ta thi ra ne kham mu ba sa me ra ta Deva bi te sang bihayanti sambuddhanang satimatang ye cha na ba su ta thi ra ne kham mu ba sa me ra ta Deva bi te sang bihayanti sambuddhanang satimatang. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ của Ngài Giới Trước. Trí nhân vui hạnh khước từ, tinh cần thiền quán an như lòng mình, chư thiên ái kính hoan nghênh, Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy. Và cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Chánh Đá Chánh Thân. Chư thiên cũng yêu mến các bậc chánh đẳng giác, có niệm ấy, các ngài là những vị chuyên chú tham thiền, khôn ngoan, thích thú trong sự ly gia và sự an tịnh. Dạ, trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vận câu kệ ngữ số 181 này. Ye cha na pasuta thira nekhammu pasamera ta di te sang pihayanti sambuddha nang sati matang. Câu đầu tiên, ye cha na ba su ta thi ra. Ye, những vị, ở đây chúng ta có thể là những vị nào. Cha na ba su ta, cha na ba su ta, chúng ta thấy có hai từ là cha na và pasuta. Cái từ cha ná đó chúng ta thường chúng ta sử dụng là chữ thiền. Thật sự ra chữ cha ná ở đây á, chữ thiền ở đây thường sử dụng giống như là một cái từ phiên âm,
thiền na, cha na thiền na, thiền na. Ba su ta là chuyên chú, à, chuyên chú. Thì chúng ta có cái từ cha na ba su ta là chuyên chú tham thiền, chuyên chú tham thiền. Thi ra là những bậc trí tuệ, những bậc có trí, những bậc hiền trí. Chúng ta dùng cái từ thi ra. Tiếp theo chúng ta có câu Nikkhammupassamerata. Nikkhammupassamerata. Nikkhammupassame, chúng ta có hai từ là Nikkhamma và Upasama. Upasama, Upasama. Nikkhamma đó là chỉ cái sự xuất ly hay là sống đời sống viễn ly. Có khi sử dụng như là một cái từ Papachan, Papacha là vị xuất gia. Xuất gia là sống rời khỏi gia đình. Nikkhamma, xuất ly hay là viễn ly. Upasama, Upasama là sự an tịnh. Upasama là sự an tịnh. Chúng ta có cái từ là Nikkhamma cộng với lại Upasama thì xảy ra có cái từ sự kết hợp, chúng ta gọi là từ ghép đó, thì là Nikkhammu Upasame, được chia cách ở đình sự cách số ít. Thì Rata là sự thỏa thích, thỏa thích trong cái đời sống viễn ly, hay là thỏa thích và thỏa thích trong sự an tịnh. Thỏa thích. Câu kế tiếp, Deva bi te sang bi hayanti. Deva bi te sang bi hayanti. Deva chỉ cho là những vị trời, chúng ta gọi là chư thiên. Deva, pí là điều hoặc là cũng, tê sân những vị ấy. Bi hai yan tí là yêu mến, quý mến. Bi hai yan tí trong ngày Minh Châu, ngày sử dụng ái kính á. Từ ái kính. Câu cuối cùng, câu thứ tư, Sambuddha năng sati matang. Chúng ta có cái từ là sam cộng với là chữ buddha, buddho, buddha. Chữ buddha, buddho thì chúng ta âm là chữ Phật. Và chữ sam ở đây là chỉ cho cái vị Phật toàn giác hay là vật chánh giác. Như trong Phật giáo Theravada thì chúng ta có Samma Sambuddho, Paccekabuddho và
Sawakaputho. Thì đó là những vị giác ngộ. Chữ Buddha ở đây đúng ra là chúng ta sẽ dịch là chữ giác ngộ. Chữ Phật đó là âm, phiên âm của cái từ Bút. Bút. Mà trong dân gian Việt Nam chúng ta có cái từ từ Bụt á, Bụt là Bụt. Thì nó cũng từ cái gốc Pali này mà ra. Bụt. Ở trong những câu chuyện cổ tích mà chúng ta xem lúc nhỏ đó. Có nghĩa là giác ngộ. Bụt. Samuthanang Satimattang. Satimattang đó là Sati cộng với lại cái bản chia cộng với một cái tiếp biên ngữ là anh tú, chỉ cái người sở hữu của cái danh từ đó. Anh tú trong đây là có từ Sati là niệm, Satimattang là Satimantú, người có niệm, người có niệm hay là người có sự tỉnh thức. Người có niệm hay là người có sự tỉnh thức. Satimattang. Dạ như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 181 này. Và một lần nữa qua kệ ngôn pháp cú số 181 như sau. Ye cha na ba su ta thi ra Nekham mu ba sa me ra ta Deva va bi te sang bi hayanti Sambuddha năng Satimattang. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Dạ, Nam mô Buddhaya. Dạ, tiếp theo đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 181 này. Ngày hôm nay chúng ta có cái duyên sự khá là chi tiết. Khá là chi tiết. Duyên sự này thì nói về một lần hy hữu, một lần duy nhất ở trong thời kỳ Đức Phật Gautama, cũng như là một lần duy nhất ở trong các thời Phật, chư Phật quá khứ, đó là thể hiện song thông, cái thần thông song song để nhiếp phục ngoại đạo. Chúng ta có từ là Yamakappatihariya, là cùng một thời điểm thể hiện cái thần lực, một cái thể hiện cái khả năng Phật lực mà không có một cái vị đệ tử nào có khả năng được như thế. Chỉ riêng một cái khả năng đó là khả năng của Phật lực toàn giác mà thôi. Để cho có cái sự tóm tắt rõ ràng và mạch lạc thì Tịnh Đạt sẽ đưa cho quý vị một cái bài dịch giả cẩn đề của Ngài Pháp Thông trong cái buổi giải đó. Thì đây là cái phần tóm tắt ý nghĩa, không biết đưa lên đây thì nó có bị như thế nào hay không. Nó bị chạy các cái form chữ rồi. Không biết có cách nào để mà thấy không hết. Chắc để copy phim nữa. Là do vì cái này đó là để Tịnh Đạt thử cố gắng tại vì cái nội dung khá là
chi tiết, cho nên là chúng ta sẽ dựa theo cái giảng vấn đề này, chúng ta sẽ tóm tắt cũng như là theo dõi cái việc quan hệ chờ trong giây lát. Dạ, hy vọng là nó sẽ cũng không có sắp xếp theo cái văn thơ được ha. Ở trên đây nó bị nó không có sắp xếp theo cái văn thơ được, nhưng mà chắc quý vị có thể đọc được. Thôi thì chúng ta cố gắng thôi. Rồi. Dịch giả cẩn đề là: Phật tấm cấp thinh văn dụng phép thần, khiến cho ngoại đạo được lượng chân. Phen này ta sẽ khoe tài giỏi, thách thức Cồ Đàm gạt thế nhân. Bất ngờ Phật hứa sẽ thi tài, gần xá bên vệ thành dưới gốc sồi. Dân chúng rần 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 theo ngoại đạo, để thách xem họ sẽ thắng hay ngài. Ngoại đạo quyên tiền em cất xong, khoe rằng ta sẽ hiện thần thông. Thiên vương khiến các thần mưa giải gió, thổi sập tan nhà hóa đất không. Phật được ganh đô cúng quả sồi, hột vùi xuống đất mọc lên ngay. Thành cây to lớn 50 hắc, năm hướng năm cành quả thật sai. Thinh văn lớn nhỏ đến xin ngài, cho họ biểu dương chút ít tài. Ngài bảo không ai làm được cả, vì là phận sự của Như Lai. Đức Phật lên lộ báo hành, khắp mình nước lửa tỏa chung quanh. Hào quang lục sắc huy hoàng chối, thuyết pháp từng hồi độ chúng sanh. Ngài lên đao lợi độ mẫu thân, thuyết vi pháp tạng bảy thành phần. Tử suốt ba tháng hạ rồi ngự xuống, săn cách chá, săn cách tá, thành gặp chúng dân. Và đó là cái phần dịch giả cẩn đề để tóm tắt cái duyên sự của cái câu kệ ngôn pháp cú số 181 này. Chúng ta sẽ theo dõi ở trong cái phần duyên sự này khá là chi tiết, bởi vì liên quan đến những sự kiện lịch sử, liên quan đến những sự kiện sự riêng về cái lý do mà Đức Phật ngài nói lên câu kệ ngôn pháp quyển số 118 này là cái phần tán dương, do cái phần tán dương oai lực cũng như là cái sự ái kính của chư thiên, của tứ chúng sinh, của người dân, của tất cả mọi người, thể hiện cái sự quý kính, tôn trọng đối với Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói lên câu kệ ngôn này cho tất cả mọi người cùng biết. Thì thưa quý vị, rằng đầu tiên đó là đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là Phật cấm tinh văn dụng phép thần, khiến cho ngoại đạo được lên chân. Ở Savatthi có một cái ông trưởng giả, ông thì thật sự ra ông không có theo đạo nào hết. Ông cũng không theo đạo Phật, cũng không theo các cái đạo đương thời bây giờ tại Ấn Độ. Ông là một cái người sống không có tín ngưỡng, không có tín ngưỡng. Tuy nhiên thì ông cũng không khích bác các cái tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà do ông chưa có đặt niềm tin vào cái nền móng một cái mẫu giáo nào hết. Có một cái lần nọ đó, ông vớt được một cái khúc gỗ trầm hương, và ông đánh giá rằng cái gỗ này rất là quý, và tự nhiên ông khởi lên một cái ý suy nghĩ: trước giờ thì mình không có theo cái đạo nào hết,
Tuy nhiên, để mà lập một cái thử thách, nếu như là một một trong những cái đạo hiện tại bây giờ đó ở Ấn Độ đó, các vị giáo chủ cũng như là các vị đệ tử của các vị giáo sư từ giáo đạo từ chủ bây giờ mà có khả năng vượt qua cái thử thách thì ông sẽ quy y, ông sẽ theo cái người đó. Thì cái thử thách của ông là cho thợ đó họ đục, họ tạo cái bát từ cái khúc cổ trầm hương mà ông vớt từ cái khúc sông lên, và ông cho treo cái bát đó lên một cái ngọn cây rất là cao và không thể nào mà trèo lên hay là vướng với tay mà có thể lấy được. Ông ra cái thử thách rằng nếu như trong thế gian này thật sự là có vị gọi là A-la-hán, những vị có đại thần lực, có đại tâm lực, thì xin vị đó hãy dùng cái thần lực đó, dùng cái thần thông đó để mà bay lên hư không, để mà lấy cái bát này. Và vị biết rằng là trải qua 7 ngày, không biết không có một cái tôn giáo, không có cái vị nào có khả năng làm được cái chuyện đó, cho dù là dùng mọi cái cách để mà lôi kéo cái ông trưởng giả này nào. Thì quý vị sẽ đọc kỹ trong cái duyên sự, chúng ta sẽ thấy những cái chiêu trò. Thì đến khi hai vị, có hai đệ tử của Đức Phật, hai vị Moggallana với một cái vị khác đi khất thực, đi ngang qua cái nơi mà ông trưởng giả ông đang lập cái thách thức thử thách đó, thì tôn giả Pindola Paradocha cùng đi khất thực với ngài Xá Lợi, ngài Kiền Liên, ngài Moggallana đã xin một phép và thể hiện cái thần thông, cái thần lực của mình. Cái vị đó đã phá được cái thử thách của cái ông trưởng giả, và chính vì vậy đó là dùng cái thần thông để bay lên hư không, cũng như là lấy được cái bát treo trên cái ngọn cây cao. Thì ông trưởng giả ông hết rất là khâm phục, và kể từ đó về sau ông đi theo ông học đạo. Và chính vì cái sự kiện thiện điện mà thể hiện thần thông trước mọi người như vậy, nó làm cho một cái bàn tán trong người dân. Và những người nào mà chưa có cái cơ hội để mà thấy tận mắt đó, thì họ tập trung, họ kéo đến cái nơi ở của đại đức Pindola Paradocha, họ xin được ngài thể hiện cái thần thông một lần nữa. Và theo cái yêu cầu của mọi người đó thì lặp đi lặp lại cái thể hiện thần thông, cái thần lực. Thì Đức Phật ngài phát hiện, ngài nghe được, thì ngài đã rầy, ngài có quở trách, ngài nói rằng từ đây về sau thì các chư đệ tử không có được phép tự ý dùng cái thần thông, cái thần lực để mà phô diễn như thế. Ngài đã cấm chế cái phần đó. Sau đó thì ngoại đạo hay tin, và cũng như là nắm bắt cái thời cơ do Đức Phật ngài cấm chế cái điều là không được dùng thần thông. Ngoại đạo muốn thử thách về thần thông, bởi vì bây giờ Đức Phật ngài không cho phép dùng nữa, thì nếu mà dùng thần thông thì bị phá giới, bị không có đúng. Dựa theo cái cách đó mà ngoại đạo đưa ra thử thách. Tuy nhiên thì Đức Phật ngài mới nói với lại mọi người đó là Đức Phật cấm thần thông, sử dụng thần thông, phô diễn thần thông đối với đệ tử của Đức Phật
chứ không phải là đối với Như Lai. Cái điều này thì được Đức Phật Ngài ví dụ như là một cái vị vua, Ngài cấm người dân hay là tất cả mọi người hái trộm, tự ý hái những cái trái cây như là trái sồi ở trong cái vườn thượng quyển đi. Thì mọi người hái thì không được phép, nhưng Đức Vua có được phép hái và dùng những cái trái cây trong vườn thượng quyển được không? Thì Đức Vua Ngài trả lời rằng điều đó vẫn thích hợp, chỉ cấm là người khác thôi. Còn chính Đức Vua là người sở hữu, là người làm chủ, thì Đức Vua sử dụng hay là dùng những trái cây đó không có vấn đề gì. Thì Đức Phật Ngài nói rằng cái việc mà Đức Phật Ngài cấm chế các điều luật cho các đệ tử của Ngài, còn chính Ngài là bậc toàn giác, thì cái điều đó nó không có là vấn đề đối với Ngài. Thì sau khi đó Đức Phật Ngài đã sắp xếp một cái cơ hội để Ngài phô diễn cái thần thông, cái thần lực của một cái vị Phật toàn giác, mà quý vị chúng ta đọc ở trong cái việc dịch giả cẩn đề đó là thinh văn lớn nhỏ đổ thánh sẽ đến Ngài, cho họ biểu dương chút ít tài. Ngài bảo không ai làm được cả, vì là sự của Như Lai. Các vị thinh văn, các những vị có thần lực như là Ngài Moggallana, là những vị hoặc là những vị phận sư đệ tử có những cái thần lực thần thông, đến xin Đức Phật để mà trình diễn những cái quay lực. Đức Phật Ngài bảo không có thích hợp trong cái lúc này. Đây là cái việc và chỉ duy nhất một cái vị Đức Phật toàn giác mới có khả năng sử dụng. Thì sau khi tất cả mọi người đã tụ họp, từ nhóm các ngoại đạo sư cũng như là các thần dân, các mọi người đã tụ họp rồi, thì lúc đó Đức Phật Ngài đã phô diễn cái thần thông mà ở trong cái chú giải đó đã diễn tả rất là chi tiết. Đây Thanh Đạt lấy cái đoạn đó cho tất cả quý vị chúng ta cùng nhau thấy. Đấng Như Lai hóa hiện ra con đường kinh hành bằng ngọc mani trên hư không. Chỗ tận cùng của con đường là tận cùng vũ trụ về phương Tây. Đây, từ từ. Thế nào là song thông của Đấng Như Lai? Tuệ này chỉ đối với bậc chánh đẳng giác, không phổ tập đến thinh văn đệ tử. Hàng thinh văn không thể nào có được song thông tuệ. Trong cùng một lúc, Ngài an trú vào hai đề mục. Từ kim thân Ngài, lửa và nước cùng tuôn ra. Từ bên phải phun lửa, bên trái phun nước. Bên trái tuôn lửa thì bên phải phun nước. Phía trên ra nước tuôn ra lửa thì phía dưới tuôn ra nước, phía trên tuôn ra nước thì phía dưới tuôn ra lửa, vân vân. Đức Thế Tôn hóa hiện một vị Phật phẩm đẳng chánh giác giống như Ngài, khi hiện thân đi thì hóa thân ngồi chánh đứng hoặc nằm, và ngược lại khi hóa thân đi thì hiện thân nằm hay ngồi. Hiện thân vấn đạo thì hóa thân đáp, hóa đứng thân nói pháp thì hiện thân trả lời. Đây là song thông tuệ của Đức Chánh Đẳng Vô Giác. Nói về cái việc mà Đức Phật Ngài phô diễn cái phần
nói về cái việc mà Đức Phật Ngài phô diễn cái thần lực của một cái Phật á, duy nhất ở trong cuộc đời của Ngài đó, cũng như là các vị Phật quá khứ Ngài chỉ thể hiện duy nhất một lần, thì được rất là giải thích rất là chi tiết ở trong phần chú giải. Thì thưa quý vị rằng sau cái sự kiện đó, sau cái sự kiện Ngài thể hiện song thông, rồi từ đó Ngài đi đến cung trời Đạo Lợi để mà Ngài giảng về Abhidhamma. Thực sự lúc đó thì không có cái từ Abhidhamma, gọi là Matika, tức là đầu đề tam nhị, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là vô ký, vân vân. Để tiếp độ cho Phật mẫu kiếp trước là mẹ của Đức Phật đó, Hoàng hậu Maya, sau khi hạ sanh Đức Phật ra đời thì bà đã băng hà sau đó 7 ngày và sanh về cõi trời Đâu Xuất. Tuy nhiên thì Đức Phật Ngài đến cõi trời Đạo Lợi để mà thuyết giảng giáo pháp từ cõi trời Đâu Xuất, thiên tử tiền thân là Hoàng hậu Maya mới đi đến để mà nghe thuyết pháp. Thì đó là cái mùa hạ thứ 7. Mùa hạ thứ 7 Đức Phật Ngài nhập hạ trên cõi trời Đạo Lợi. Và trong cái suốt cái thời gian đó thì Đức Phật Ngài cũng nói cái phần tóm tắt bài kinh, những cái lời thuyết pháp cho Ngài Sariputta, và từ Ngài Sariputta giảng dạy rộng rãi cho các đệ tử về vi diệu pháp, về các cái đầu đề tam, đầu đề nhị mà chúng ta hiện tại chúng ta đang được xếp thành một trong ba tạng, là tạng Abhidhamma Pitaka, tạng vi diệu pháp. Và sau cái sự kiện đó, thưa quý vị rằng đến ngày ra hạ, đến ngày rằm tháng 9 đó, thì Đức Phật Ngài từ cung trời Ngài đi xuống, Ngài cung trời từ Ngài đi xuống và được chư Phạm Thiên, chư Thiên, cõi trời, chư Thiên nhân loại, vô số chư Thiên, vô số Đàn Thác Bà, cũng như là tất cả các muôn loài chúng sanh và tất cả các dân chúng ở thành Savatthi đều tụ họp tại cổng thành Sankassa để mà cung đón Đức Thế Tôn từ cõi trời hạ xuống nhân gian. Thì cái cảnh tượng đó làm cho tất cả mọi người đều khởi lên cái niềm hoan hỷ tột cùng, chứng kiến những cái điều kỳ diệu mà không thể nào có thể thấy được, không thể nào có thể thấy được ở một cái nơi nào khác. Và cái điều đó làm cho dân chúng cũng như là tất cả mọi người khởi lên cái niềm tịnh tín nơi Đức Phật và Tam Bảo. Và ngay lúc đó thì Đại Đức Ngài Sariputta và Ngài Sariputta đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài đã tán thán tướng hảo văn minh của Đức Thế Tôn, vì đây là Phật tướng hiển lộ thoáng vụ như thế này. Chính Ngài Sariputta, Ngài trưởng lão của Diệu chưa từng trông thấy bao giờ. Ngài đã thốt lên một cái bài quan hỷ: bậc đạo sư với Phật âm kể là với tao nhã, Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Cùng từ cung trời Đâu Xuất Ngài hạ sanh về nhân giới, cũng không có được quan cảnh thù thắng như thế đây. Ta chưa từng thấy tướng hảo của một ai chói sáng rực như Ngài, không ai so sánh được với Phật thân. Rồi Ngài Sariputta mới bạch với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cả nhân thiên đều hoan hỷ cung nghênh Ngài trở về nhân giới. Lúc đó thì Đức Phật Ngài đã dạy Ngài Sariputta rằng: này Sariputta, một vị Phật đầy đủ ân đức tối thượng thường là nơi kính mến của chư thiên và nhân loại,
Kế đó rồi Ngài đã ngâm lên câu kệ trong Ngôn Cú số 181 mà chúng ta đang đây. Ye cha na ba tu ta thi ra ne kham mu pa sa me ra ta de pa tu pi te sang bi ha yan ti sam bu ta nang sa ti ma tang. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên điều tính, bậc chánh giác chánh niệm. Phải nói rằng cái sự kiện này thể hiện cái công sâm của Đức Phật để nhiếp độ ngoại đạo chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Qua cái sự kiện này, qua cái sự kiện mà Đức Phật Ngài thể hiện song thông cũng như là thuyết pháp, đối với cái lời pháp một cái vị hóa thân song thông, tức là song thân tức là Ngài thể hiện là một cái vị chánh đẳng chánh giác Gotama và hiện ra một cái vị chánh đẳng chánh giác Gotama cũng y như vậy, và hai vị Phật cùng có cái lời hỏi và đáp cái trí tuệ và khả năng của một vị Phật. Cho nên cái sự kiện với này cũng như là cái sự kiện mà cái quan cảnh mục của tất cả chư thiên này, của mọi người cung đón đã mang lại đến vô số loài chúng sanh, đến vô số loài chúng sanh qua những cái thời pháp cũng như là qua những cái cảnh ngoạn mục, chư thiên cũng như là các người có cái niềm tin, có cái đức tin và cái phước báo đã thành tựu những cái pháp như là các bậc thánh hữu học, những cái bậc thánh hữu học. Trong cái câu kệ ngôn này, thưa quý vị, rằng chúng ta đang học về phẩm Phật Đà, là phẩm được tập hợp những câu kệ ngôn pháp cú như cũng như là những cái câu chuyện duyên sự nói về của một vị Phật, nói về ân đức của một vị Phật. Và ở đây chúng ta lại có thêm một cái cơ hội, một cái buổi chúng ta tìm hiểu về ân đức của Đức Phật. Trước đây thì chúng ta tìm hiểu về ân đức của Đức Phật, về cái thời gian mà Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài đản sanh, Ngài thành đạo, Ngài nhập Niết Bàn, về những lời dạy của Ngài cũng như là về cái tình thương, cái tâm từ bi của Đức Phật muôn loài chúng sanh. Từ đó mà chúng ta phát khởi cái niềm tin. Và hôm nay chúng ta lại học thêm, chúng ta lại biết thêm về một cái sự phô diễn về song thông của một vị Phật, và chỉ xuất hiện, chỉ thể hiện duy một lần ở trong cuộc đời này. Thì qua đây chúng ta lại phát khởi thêm cái niềm tin, cái niềm tịnh tính nơi khả năng ân đức của một vị toàn giác mà không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, mặc chuyển chánh chánh niệm. Một cái lời giống như là lời khích lệ, lời sách tấn đối với cái lời tán thán như Ngài của Sariput, và cũng như là Ngài muốn nói lên một cái vị đã là một cái vị Phật thì được sự ái kính của nhân thiên. Nhưng mà đối với những cái bậc có giới đức, có sự chuyên tâm trong thiền định cũng sẽ được sự ái mến, ái kính của chư thiên và nhân loại. Tại vì đó, bây giờ chúng ta sống trong một cái thời đại đó là một cái vị xuất gia, chúng ta lại có những cái không phải không là cái đòi hỏi, nhưng mà do là cái là nhu cầu, cái quan niệm mà hiện tại chúng ta đang xu hướng đó là một cái vị xuất gia. Nếu như cái vị đó có thêm những cái khả năng
như là thuyết pháp giảng đạo, có như có thêm cái khả năng học hiểu Pali, học hiểu về Tam Tạng. Nếu như cái vị xuất gia đó có thêm cái khả năng là hướng dẫn có người khác hành thiền, vân vân. Ngoài cái việc mà xuất gia giữ giới, xuất gia hành đạo, thì cái vị xuất gia đó cần thêm một cái khả năng phụ trợ khác, thì lúc đó mới được nhiều người biết đến. Tịnh Đạt muốn ví dụ giống như là, muốn nói giống như là cái vị xuất gia đó được nhiều người, được nhiều người quý mến. Quý mến ở đây không phải là do cái đời sống của cái vị xuất gia đó, mà biết quý mến qua những cái tài của cái vị xuất gia đó. Đó là cái xu hướng hiện tại. Cho nên những vị xuất gia sau này đó, ở trong thời kỳ hiện tại đó, thì ngoài cái việc mà quan tâm đến cái đời sống của mình, quan tâm đến giới tục của mình, thì cần phải trau dồi thêm và cần phải có những cái học vị, trải qua trường lớp của mình, để cho cái vị đó chắc chắn rằng mình được đào tạo cũng như là cái tri kiến đúng đường qua những cái lời hướng dẫn ở trên trường lớp, và cũng như là một lần nữa khẳng định với tất cả mọi người, không phải là mình tự học tự tìm hiểu, mà trải qua trường lớp một cách hẳn hoi và được sự hướng dẫn của các cái vị giáo sư, những cái vị có những cái kiến thức sâu rộng ở trong Tam Tạng kinh điển hướng dẫn. Thì đó là đó nhu cầu cái xu thế hiện tại mà thôi. Còn nếu mà xét cho cái nghĩ kỹ với quý vị rằng một cái vị xuất gia, chúng ta hãy để ý và cảm nhận đúng nghĩa. Ở đây Tịnh Đạt cũng nói rằng một cái vị xuất gia đúng nghĩa là một cái vị sư. Nghĩa xuất gia giữ giới luật trong sạch xuất, có cái sự sợ hãi trong hồi và có cái tâm từ để mà giúp đỡ cũng như là hướng dẫn cho những người hữu duyên. Thì đối với cái vị xuất gia đó, đối với vị có cái đời sống xuất gia mà đơn giản như vậy, thực sự ra là rất là đáng kính, rất là đáng kính. Bởi vì cái thời đại bây giờ đó là thời đại công nghệ. Nếu như những cái vị đó không có cái tiếp xúc rộng rãi ở trong quần chúng thì mọi người không có biết đến. Và cái thước đo hiện tại bây giờ đó thì có đồ chúng đông, có khả năng hay nhiều thì được xem là những cái vị nổi tiếng và được nhiều người ái kính. Nhưng thật ra cái việc mà ái kính phải được đặt trên cái tinh thần cái vị xuất gia đó là vị có cái đời sống tinh tấn và trong sạch trong cái đời sống giới luật. Chỉ riêng cái phần giới luật ấy thôi, nếu vị đó tinh cần giữ gìn thôi là đáng cho mình, để đáng cho tất cả mọi người phải nói là ái kính và chư thiên cũng ái kính. Mà do là bây giờ đó người xuất gia đã ít rồi, mà Tịnh Đạt nói vui đó là xuất gia đã ít mà hoàng tục lại nhiều nghiệp. Quý vị có hiểu cái câu đó không? Xuất gia đã ít mà hoàng tục lại nhiều. Tức là cái đời sống xuất gia nữa đó, nó rất là khó.
Khó đây không phải là khó nuôi, khó đây không phải là khó về vật chất, mà khó đây là khó có thích thú và cái sự chấp nhận của một cái đời sống xuất gia. Thực sự xuất gia bây giờ nó không có khó, không có sợ bị thiếu thốn, mà là khó ở đây là khó có thể duy trì và có cái niềm an vui ở trong cái đời sống xuất gia, ở đời sống chùa chiền. Chứ thực sự ra bây giờ xuất gia nó không có bị thiếu cái này thiếu cái kia, khó khăn thử thách nó không có như ngày còn là thiếu thốn. Nhưng mà để có được một cái đời sống tu hành, đời sống trong chùa đó, mà chỉ thích ở trong chùa thôi chứ không thích đi ra ngoài đường đó, nó rất là khó. Cho nên xuất gia đã ít mà hoằng tục lại càng nhiều. Cái hoằng tục ở đây nó cũng có nghĩa đó là cái người đi vô chùa đã ít, mà cái người mà không thích ở trong chùa nó nhiều hơn. Cái đời sống trong chùa ai đi đến chùa cũng thích ở hết trơn á, nhưng mà được có 1 ngày 2 ngày thôi, cao lắm là 7 ngày 10 ngày thôi, rồi cảm thấy là không có thích hợp, không có ở được lâu. Đến chùa viếng chùa 1-2 hôm á, thì thích lắm, thích cái không khí yên tịnh, cái thoáng mát, cũng như là những cái người ở trong chùa với cái tâm mát mẻ nhẹ nhàng là thích lắm. Nhưng mà ở không được lâu rồi lại chạy về nhà, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta, bởi vậy mà những cái vị mà đáng kính, đáng được chư thiên và mọi người kính yêu đó, thì chúng ta cần phải xét lại, không phải là cái độ nổi tiếng của người đó, không phải chỉ độ là cái khả năng hay tài giỏi của cái vị đó, mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái vị đó. Tuy rằng không có cái khả năng như là chúng ta mong đợi, nhưng cái vị đó có một cái đời sống an vui ở trong đời sống xuất gia, có một cái đời sống giới luật trong sạch, có một cái đời sống mà chúng ta khó có thể làm được như vậy, thì bấy nhiêu đó chúng ta đủ để chúng ta có cái sự thành kính, tôn trọng, kính lễ rồi đủ. Thì thưa quý vị, rằng câu kệ ngôn pháp cú số 181 này nói về ân đức cũng như là oai lực của một vị Phật tổ giác được chư thiên và nhân loại kính yêu, ái kính. Và qua đó chúng ta cũng một lần nữa có cơ hội để mà tăng trưởng cái niềm tin, cái niềm tịnh tính nơi Đức Phật cũng như là nơi Tam Bảo. Chúng ta qua đó thì chúng ta lại để ý thêm về việc mà chúng ta thành kính đối với Tam Bảo đó, thì chúng ta cần phải để ý tới những ngoài cái bề nổi, mà chúng ta cần phải để ý đến cái đời sống của những cái vị đó. Và cái duyên sự này đó phải nói rằng rất là dông dài và chi tiết qua nhiều cái sự kiện lịch sử. Tịnh Đạt không thể nào mà tóm lại tất cả những cái sự kiện đó. Có những cái sự kiện rất là quan trọng, giống như là Đức Phật Ngài thuyết để độ thiên tử tiền thân là Hoàng hậu Maya, thuyết về đầu đề tam vị nhị, mà chúng ta bây giờ chúng ta gọi là tạng vi diệu pháp trong ba tạng đó. Và sự kiện lịch sử đó là Đức Phật Ngài thể hiện song thông khả năng oai lực của một vị Phật để nhiếp tiếp độ, để là nhiếp phục nhóm ngoại đạo, cũng như là để tiếp độ cho những người có niềm tin, có niềm tịnh tính nơi Tam Bảo. Thì có thể là chúng ta sẽ một lần nào chúng ta sẽ ôn lại cái duyên sự này, và Tịnh Đạt sẽ cố gắng để mà tóm, còn các vị có thể tóm gọn cho có thể các vị hình dung được. Tịnh Đại xin được dừng cái buổi sinh hoạt qua câu kệ ngôn
181 ở đây. Và một lần nữa chúng con xin kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, và con kính chúc chư tăng và tất cả các Phật tử, các quý vị được nhiều cái sự an lành, tấn hóa trong lời dạy của Đức Phật. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa minh hạnh. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa minh hạnh. Bồ Tát Sa Bà Mang Lăng Rắc Hạnh Tu Sa Bà Đề Bồ Tát Sa Bà Mu Ta Nữ Hòa Quê Na Sa Đa Sa Thi Phong Quanh Tu Tê Bồ Tát Sa Bà Mang Lăng Rắc Hạnh Tu Sa Bà Đề Bồ Tát Sa Bà Tham Ma Nữ Hòa Quê Na Sa Đa Sa Thi Phong Quanh Tu Tê Bà quát tư sắp bà mang ngà lăng ra khăn tui sắp bê đê quát tư sắp sáng khá nụ phá quê nè sá đà sá thí bà quán tui tê. Tất cả phương vân con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo Pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì.